Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay Chúng ta tiếp tục giải các bài tập Trong sách và bài tập của môn toán lớp 2 Thầy mời các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 2 Bài 84 Ôn tập về giải toán Đầu tiên Các em làm bài tập số 1 Thùng dầu thứ nhất Có 48 lít dầu Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu? Ở đây người ta yêu cầu các em tính thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu. Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất là 9 lít dầu. Nhiều hơn thì các em làm phép tính gì? Nhiều hơn các em làm phép tính cộng và ít hơn các em làm phép tính trừ. Như vậy để để tính số lít dầu của thùng thứ hai là bao nhiêu lít? Các em sẽ lấy số lít dầu của thùng thứ nhất là 48 lít cộng với số lít nhiều hơn, tức là cộng với 9. Thì các em sẽ tính được là thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu. Cụ thể thì chúng ta sẽ có tóm tắt của bài toán như sau. Thùng thứ nhất 48 lít dầu. Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất là 9 lít dầu và ở đây người ta yêu cầu các em tính là thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu thì như vậy số lít dầu của thùng thứ hai sẽ bằng số lít dầu của thùng thứ nhất cộng thêm cái phần nhiều hơn tức là cộng thêm 9 lít 48 cộng thêm 9 và cụ thể các em sẽ có lời giải chi tiết của bài toán như sau thùng thứ hai có số lít dầu là các em lấy số lít dầu của thùng thứ nhất là 48 do thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất là 9 lít như vậy các em sẽ cộng với 9 48 cộng với 9 các em đặt tính và thực hiện phép tính giờ đây nhấp ở đây các em cộng từ phải sang trái 8 cộng 9 bằng 17 viết 7 như 1 4 thêm 1 bằng 5 viết 5 như vậy 48 cộng 9 bằng 57 như vậy là thùng thứ hai có 57 lít 57 lít dầu và cụ thể các em sẽ có đáp số là 57 lít. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Bình cân nặng 30 kg, an nhẹ hơn bình 4 kg. Hỏi an cân nặng bao nhiêu kg? An nhẹ hơn bình, nhẹ hơn. Các em làm phép tính trừ. Nặng hơn, các em làm phép tính cộng. Như vậy, ở đây cụ thể chúng ta sẽ tóm tắt bài toán là như sau. Bình cân nặng 30 kg, An nhẹ hơn Bình 4 kg, tức là số cân nặng của An ít hơn số cân nặng của Bình là 4 kg. Thì muốn tính số cân nặng của An, các em sẽ lấy số cân nặng của Bình là 30 kg. Các em trừ đi phần các em trừ đi phần nhẹ hơn là 4 kg. 30 4 các em sẽ ra số cân nặng của An là bao nhiêu kg. Như vậy ở đây, các em sẽ có lời giải chi tiết của bài toán như sau. An cân nặng số kg là các em lấy số cân nặng của Bình là 30 kg trừ đi cái phần nhẹ hơn là 4 kg tức là 30 trừ 4. Các em đặt tính và thực hiện phép tính 30 trừ 4. 0 không, không trừ được 4 Các em phải mượn một trục của 3 được 10 Lấy 10 trừ 4 bằng 6 viết 6 3 sau khi cho 0 mượn một trục Thì sẽ còn lại là 3 trừ 1 bằng 2 2 trục Như vậy là các em sẽ có 2 trục 30 trừ 4 bằng 26 An cân nặng là 26 kg Và ở đây Các em sẽ có đáp số là 26 kg Tiếp theo các em sang bài tập số 3, viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán. Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam, hỏi cả hai bạn. Ở đây các em sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam. Như vậy các em phải đặt câu hỏi là hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu quả cam? Như vậy các em phải viết tiếp là hái được bao nhiêu quả cam. Bây giờ các em đã viết xong câu hỏi. Tiếp theo là các em sẽ giải bài toán này. Đầu tiên, các em tóm tắt bài toán. Mỹ hái được 24 quả cam. Hoa hái được 18 quả cam. 18 bé hơn 24. Như vậy các em biểu thị bằng đoạn thẳng ngắn hơn. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu quả cam? Cả hai bạn hái được bao nhiêu quả cam thì các em làm phép tính cộng. Các em lấy số quả cam mà Mỹ hái được là 24 quả cộng với số quả cam mà Hoa hái được là 18 quả. Các em sẽ tìm được đáp số của bài toán. Như vậy ở đây các em sẽ có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Cả hai bạn hái được số quả cam là các em lấy số quả cam mà Mỹ hái được là 24 cộng với số quả cam mà Hoa hái được là 18. 24 cộng 18 nếu các em nào chưa nhập được thì các em đặt tính ra giấy nháp và thực hiện phép tính 24 cộng 18. 4 cộng 8 bằng 12, viết hành như 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Như vậy ở đây cả hai bạn hái được số của các em là 42, 42 của các em. Như vậy ở đây các em sẽ có đáp số là 42 của các em. Tiếp theo các em sang bài tập số 4, nối hai số có tổng bằng 90. Ở đây các em có các số như sau: 60, 40, 15, 45, 50, 30, 45 và 75. Bây giờ các em nối hai số bất kỳ với nhau sao cho tổng của hai số đấy bằng 90. Thì bây giờ đầu tiên các em sẽ chọn số 60. Số 60 sẽ được nối với số nào? Để biết số 60 nối với số nào để được tổng hai số bằng 90 thì các em sẽ làm như sau. Các em gọi số cần nối là x thì 60 cộng với x bằng 90. Ở đây các em chỉ cần tìm ra x là xong. Muốn tìm x, ở đây các em phải biết là x nó đóng vai trò như thế nào trong phép tính này. x đóng vai trò là một số hạng chưa biết của một tổng thì muốn tìm số hạng chưa biết của một tổng các em sẽ lấy tổng trừ đi số hạng đã biết như vậy x sẽ bằng tổng là 90 trừ đi số hạng đã biết tức là trừ đi 60 90 trừ đi 60 các em nhầm như sau 90 trừ 60 tức là 90 trừ 60 thì bằng 30 30 là 30 như vậy x bằng 30 sau đó các em sẽ nối số 60 với 30 Tiếp theo là đến số 40. 40 sẽ nối với số nào để được tổng hai số bằng 90? Thì tương tự như cách tìm trước, các em sẽ gọi số cần nối là x. Như vậy các em sẽ có 40 cộng với x bằng 90. Do đó x sẽ bằng 90 trừ đi 40. Và x bằng 50. Như vậy các em sẽ nối 40 với 50 để được tổng hai số bằng 90. Tiếp theo là số 15. Các em gọi số cần nối với số 15 là x thì như vậy 15 cộng với x bằng 90. Như vậy x sẽ bằng 90 trừ 15. 90 trừ 15 bằng 75. Như vậy các em sẽ nối số 15 với số 75. Tiếp theo là số 45. Các em gọi số cần nối với số 45 là x, như vậy các em sẽ có 45 cộng với x bằng 90. Do đó x sẽ bằng 90 trừ đi 45 và x bằng 45. Như vậy các em sẽ nối số 45 với số 45. Tức là các em nối hai số còn lại với nhau. Thì như vậy video hôm nay sẽ được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình tí chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp